Xin chào tất cả mọi người. Những tưởng là huấn luyện viên Trung Ha Song từ chức đội Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là từ chối cái vị trí giám đốc kỹ thuật mà ban lãnh đạo của đội Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra thì mọi thứ tưởng như đã xong xuôi. Bởi vì là mình nghĩ là chúng sẽ không bao giờ có vấn đề gì cả. Một người mà được cổ động viên yêu mến, một người mà được các cầu thủ biết ơn và họ đã dành cực kỳ nhiều những cái lời tri ân, những lời cảm ơn, nói chung là đọc thì thấy rất là cảm động về tình thầy trò. Nhưng hiện nay đang xuất hiện ra hai luồng tin từ Hàn Quốc, và chúng ta biết rồi là thông tin từ Hàn Quốc thì được các phóng viên Việt Nam quan tâm dịch lại, và đôi khi có những cái thông tin sai, thì từ một thông tin sai khi nó sang Việt Nam rồi nó được cộng thêm mấy phần nữa, thậm chí là từ những thông tin sai viết từ báo Hàn Quốc về Việt Nam chúng ta lại bình bán, chúng ta lại đẩy nó lên một tầm cao mới. Thành ra là sai, nó chồng lên sai. Sáng ngày hôm nay mình nhận được một cái thông tin chính thống từ huấn luyện viên Trung Ha Song thông qua trợ lý ngôn ngữ của mình là anh Jang Jae-mo. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn để cho những người đã đọc được những cái thông tin sai, đọc được những cái bài báo bịa thì các bạn có thể sẽ có những cái suy nghĩ khác nó chính xác hơn. Cái thứ hai là nếu như các bạn chưa đọc thì các bạn cũng nên xem chương trình này để các bạn hiểu hơn về tất cả những gì huấn luyện viên Trung Ha Song nói, nghĩ và làm. Đấy. Đầu tiên là mình xin được chia sẻ với các bạn là mình xin phép được cầm máy, là bởi vì là đây là câu chuyện liên quan đến lời phát biểu, mình muốn là nó phải chính xác nhất. Huấn luyện viên Trung Ha Song thì đã bị viết sai các bạn ạ, bị viết oan, tức là chúng ta hay gọi là các nhà báo đã bịa ra, sau đó là đưa thông tin đến cho khán giả Hàn Quốc, báo chí Việt Nam dịch lại và đầu độc luôn cả độc giả, khán giả của Việt Nam. Thì hiện nay đang có hai bài báo, một bài báo của tờ là Yonhap và nó viết tắt là ina.co.kr, thì nó có một bài viết rất là, nói chung là rất là sốc. Ngày hôm qua sau khi mà có cái link đấy thì mình đã nhờ ngay một người quen của mình và cũng là một người quen của bóng đá rất là giỏi tiếng Hàn, bạn đã dịch cho mình. Và sáng ngày hôm nay bạn ấy nói rằng là thực ra là đây là báo viết thôi nhá, chứ không phải là vì bạn ấy không tin, bạn không tin là cái tính cách của ông Trung Ha Song lại phát biểu như vậy. Vì một người rất là hiểu Hàn Quốc, rất là hiểu những cái tính cách của người Hàn Quốc, thành ra là họ phủ quyết ngay. Và mình đọc mình cảm thấy rợn người. Và nếu đây mà là sự thật thì đúng là quả thật nó quá là khủng khiếp. Cái bài viết sai ấy, viết như sau: sự thay đổi huấn luyện viên trưởng hoang đường ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã bị họ đưa vào cảnh tự từ chức. Và ở đây cái cảnh tự từ chức thì không biết là các bạn có hiểu cái từ này hay không, nhưng mà có thể là họ chơi chữ, tức là họ bắt buộc chúng ta phải tự nguyện, tức là bây giờ ông không còn có đường nào khác đâu, ông buộc phải tự nguyện từ chức, tức là bắt buộc chúng ta phải tự nguyện, hay nói chính xác hơn là đưa chúng ta vào bẫy và bắt chúng ta phải làm cái điều mà chúng ta không mong muốn, nhưng ở ngoài nó vẫn là một sự tự nguyện. Thì đây là mình nhấn mạnh, đây là bài báo họ đã viết sai nhá, để các bạn hiểu nội dung như sau: những cầu thủ vốn dĩ chơi rất tốt bỗng dưng hai trận gần đây lại chơi không tốt một cách khó hiểu. Lãnh đạo câu lạc bộ nói với tôi rằng tôi hãy giữ vị trí giám đốc điều hành, ở đây là giám đốc kỹ thuật, còn vị trí huấn luyện viên trưởng thì chủ tịch câu lạc bộ sẽ đảm nhiệm. Đây là lời của ông Trung Ha Song. Ông Trung Ha Song đã nói bằng một giọng rất tiếc nuối và có phần oan ức. Mình xin được tiếp tục. Có lẽ nào những điều xảy ra trước đây là những mảnh ghép dẫn tới việc của tôi. Tôi nghi ngờ về điều này và thực sự tức giận. Ý muốn nói là đây là một cái công cuộc mà câu lạc bộ đã có sự dàn xếp trước. Có thể mình hiểu theo cái nghĩa là câu lạc bộ, lãnh đạo câu lạc bộ đang phím cho một số cầu thủ chơi dưới sức để đá ông Trung Ha Song ra khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng của mình. Đây là Minh Hải giải thích để các bạn hiểu. Bởi vì những cái câu viết này nó sẽ hướng chúng ta đến những cái thông điệp như vậy. Như thế là rất là không hay. Năm 2018, ông Trung nhậm chức huấn luyện viên trưởng của đội Thành phố Hồ Chí Minh. Khi ấy, đội đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng. Sau khi đưa đội bóng cán đích ở vị trí thứ hai, ông đã được dự đoán là sẽ giành giải thưởng huấn luyện viên của năm. Và quả thật thì ông đã trở thành huấn luyện viên của năm thật. Mùa giải năm nay với thành tích 5 thắng, 2 hòa, 4 thua, đứng vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Trong hoàn cảnh như vậy thì ngày 25 vừa rồi, ông đã nhận được thông báo về việc thay đổi huấn luyện viên trưởng. Lý do cũng không hề rõ ràng. Đấy, các bạn thấy những cái câu nói nó rất là mập mờ.
nó khiến cho chúng ta đang liên tưởng đến một cái chuyện gì đấy rất là mờ ám ở phía sau câu lạc bộ. Và mình nghĩ rằng là với một đội bóng mà huấn luyện viên Chung Ha-sung có được cái sự thiện cảm, có được sự thuần phục, có được sự yêu mến, thậm chí là biết ơn của rất nhiều những cầu thủ, thì mình tin là không bao giờ có chuyện các cầu thủ lại đá để gọi là phá ghế của thầy. Mà như trong chương trình ngày hôm qua mình có livestream và mình có chia sẻ với các bạn, các bạn có thể xem lại chương trình đó để thấy xem tất cả các cầu thủ đã nói như thế nào. Thậm chí là Huỳnh Cassely Anvet đã từng nói là ông Chung Ha-sung là huấn luyện viên tốt nhất mà anh ấy đã từng làm việc trong suốt 22 năm của sự nghiệp. Còn Sâm Ngọc Đức thì nói là trong 28 trận liên tiếp Sâm Ngọc Đức không nhận một cái thẻ nào cả, thì chứng tỏ là thầy đã thay đổi bạn đấy như thế nào. Và rất nhiều người nói là không chỉ học được thầy ở cái vấn đề liên quan đến bóng đá, liên quan đến chuyên môn, mà còn học được rất nhiều những điều tốt đẹp khác về văn hóa, về tư cách của người đàn ông. Thì mình không tin. Và chúng ta nhìn thấy những người như là Công Phượng đá sau khi đội thua mà còn phát khóc cơ. Họ muốn có một chiến thắng trước Hà Nội để củng cố vị trí, vị thế trên bảng xếp hạng, và qua đó là giảm tải áp lực cho thầy Chung. Thì mình không tin là các học trò như vậy lại chấp nhận một người mà đang đá cái ghế của thầy ở trong đội hình của mình. Tôi tin là như thế. Những người đàn ông họ rất chính trực, và những người đàn ông đá bóng tôi tin là họ là những người mà luôn luôn hành xử bằng con tim của mình, và họ không chấp nhận những người đi ngược lại cái mục tiêu chung, cái quyền lợi của cả một đội bóng. Xin được tiếp tục. Mình vừa nói mình sẽ vừa giải thích để các bạn hiểu. Chủ tịch câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nói ông Chung sẽ phải lui lại. Hiện tại câu lạc bộ cũng đang tiến hành xây dựng trung tâm. Ông hãy nhận vị trí giám đốc kỹ thuật của đội bóng, và vị trí huấn luyện viên trưởng tạm quyền sẽ do chủ tịch đảm nhận. Đấy, cái câu chuyện này giống như kiểu sắp đặt, tức là đá ông Chung ra khỏi chiếc ghế huấn luyện viên trưởng, và ông Hữu Thắng là chủ tịch câu lạc bộ sẽ lấy lại chiếc ghế huấn luyện viên trưởng. Và lúc đấy thì ông Chung gần như là một người ngồi chờ đợi công việc mới của mình. Và đây là cái câu chuyện mà mình nghĩ là nó đánh vào một trong những cái vấn đề quan trọng nhất của người đàn ông, đấy là tư cách, đó là phẩm giá các bạn ạ. Một người có tự trọng không bao giờ ngồi không mà lại nhận lương. Bởi vì cái câu chuyện đấy nó không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, mà nó còn ảnh hưởng đến cái thương hiệu của quốc gia đó, thương hiệu của giới cầm quân của Hàn Quốc. Đấy là mình chia sẻ với các bạn. Tiếp tục, họ trích như này luôn, là ông Chung vào ngày 26 trong cuộc nói chuyện với Joab New thì ông nói là trong một năm tôi đã giành danh hiệu huấn luyện viên trưởng xuất sắc, gần đây có thua 2 trận liên tiếp và tính tổng là thua 5 trận kể từ đầu mùa và giữ ở vị trí thứ 5. Nhưng thực tế chúng tôi không kém nhiều điểm so với đội đầu bảng là Sài Gòn FC. Thực sự không có lý do gì cho việc thay đổi huấn luyện viên trưởng, ông Chung nói với tâm trạng tức giận. Và sáng ngày hôm nay thì Giang Jae-mo nói với tôi là ông Chung không hề nói như vậy. Mình nghĩ là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nên có ý kiến về vấn đề này, bởi vì nó không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của thầy Chung mà còn ảnh hưởng đến uy tín của cả câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu ở hậu trường có nhiều sự khuất tất như vậy, nếu báo chí họ viết sai khiến cho những cổ động viên hiểu sai, thì bản thân cổ động viên của đội Sài Gòn họ sẽ cảm thấy xấu hổ, có thể họ sẽ không cổ vũ Sài Gòn nữa, và những cổ động viên của các đội bóng khác họ nhìn về Thành phố Hồ Chí Minh với một sự thiếu tôn trọng. Và mình tin là các cầu thủ họ cũng không muốn đầu quân, các huấn luyện viên giỏi cũng không muốn đầu quân cho những đội bóng mà ở đằng sau nó có quá nhiều những vấn đề như vậy, cho dù nó là vấn đề đồn thổi. Mình nghĩ là thầy Chung cũng nên có quan điểm, có thể kiện lại cái tờ báo đã đặt điều, đã viết sai, nhưng đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh cần phải đưa ra lý do. Mình nghĩ là huấn luyện viên Chung Ha-sung sẽ rất khó để mà có được những cái sự phát biểu như vậy. Chúng ta thấy là người Hàn Quốc bao giờ cũng thế, họ nhận trách nhiệm về mình. Thành công là của tập thể, thành công là vì mọi người hay, thành công là do mọi người giúp đỡ mình. Nhưng thất bại thì luôn luôn họ là người đứng ra chịu trách nhiệm đầu tiên và có thể là duy nhất. Cho nên là không thể có cái câu chuyện như này được. Đây là cái suy nghĩ của mình. Ngày 24 vừa rồi, đội bóng của ông Chung có trận đấu quyết định với đương kim vô địch câu lạc bộ Hà Nội, hai tình huống trọng tài thiên vị và từ chối thổi phạt đền cho Thành phố Hồ Chí Minh. Và từ phút 27 của hiệp 2, họ đã bị ghi 3 bàn và thua đậm 0-3. Về những quyết định vô lý của trọng tài trong cuộc họp báo, ông Chung phát biểu: "Tôi đã từng làm trưởng ban kỹ thuật trọng tài của Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc. Nếu ở K-League giải đấu được áp dụng công nghệ VAR thì những tình huống penalty đã được công nhận, các trọng tài cần phải có trách nhiệm hơn." Ông nhấn mạnh. Việc này thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn rồi.
đòi hỏi VAR với Việt Nam là không thể. Vì nếu mà một trận đấu mà cần có VAR thì ít nhất phải có từ 20 đến 30 camera. Và nó nhân với 7 trận trong một vòng thì tổng cộng nó phải rơi vào khoảng tầm 200 camera. Và 200 camera thì đi theo là 200 anh quay phim và tổ kỹ thuật cũng như là đội ngũ phân tích về VAR, tức là các trọng tài VAR. Mà hiện nay chúng ta biết là ở Việt Nam chúng ta chưa đào tạo trọng tài VAR. Câu chuyện còn thêm một cái nữa. Hiện tại ở V-League, ông chủ câu lạc bộ Hà Nội đang sở hữu 6 đội bóng có thực lực. Việc các trọng tài phải lưu tâm điểm này là điều khó tránh khỏi. Mùa giải trước, Hà Nội đã lên ngôi vô địch với sự hỗ trợ lớn từ những đội bóng anh em. Ông Trung giải thích thêm. Đây là câu chuyện mà đang được người ta đang nói rất là nhiều. Mình rất là sợ là có nhiều người chỉ đọc một bài báo thôi và có thể hiểu sai. Cho nên là rất là hy vọng là nếu như mà các bạn mà đọc được xem chương trình này, các bạn hãy chia sẻ với mọi người để mọi người biết nhiều hơn và để thầy Trung cũng không bị oan khuất. Và đặc biệt là cái thương hiệu của những người Hàn Quốc đến để cống hiến cho bóng đá Việt Nam của chúng ta, nhiệt huyết của họ nó không bị giảm sút. Rất là mong bóng đá Việt Nam của chúng ta thì đã từng bị kêu là cái mồ chôn của các huấn luyện viên ngoại rồi. Cho nên là rất nhiều người họ phải dũng cảm lắm mới dám đến Việt Nam. Cho nên là chúng ta hãy biết nâng niu trân trọng, chúng ta đừng mang đến cho họ những cái áp lực, đừng mang đến cho họ những cái sự oan khuất không cần thiết. Tiếp tục, ông Trung nói thêm, ở Việt Nam các huấn luyện viên trưởng ở đó nhưng các ông chủ luôn ngồi ở trên băng ghế huấn luyện và có những sự chỉ đạo. Năm ngoái khi tôi nhậm chức, tôi đã yêu cầu họ phải hứa không được để điều đó xảy ra. Tôi đã nhấn mạnh người chịu trách nhiệm cho thành tích của đội bóng phải được trao toàn quyền. Cái này thì mình nghĩ là có thể là thầy Trung đã trả lời ở đâu đó, và đây cũng chính là quan điểm của thầy Trung. Cả về việc tuyển chọn ngoại binh, ông Trung cũng tự xem băng hình và lựa chọn chứ không để câu lạc bộ quyết định. Ông đã cố gắng tập trung các công tác lựa chọn nhân sự và hoạt động liên quan của đội bóng một cách minh bạch nhất. Thế nhưng cuối cùng ông Trung lại cho rằng chính những điều đó đã quay lại như hiệu ứng boomerang. Tức là cái hiệu ứng boomerang, tức là khi chúng ta ném một cái gì ra thì cái đấy nó sẽ quay lại chính chúng ta. Tức là ở đây khi mà ông Trung đưa ra những yêu cầu như thế thì người chịu hậu quả chính là ông ấy. Đấy. Có vẻ như lãnh đạo câu lạc bộ có rất nhiều bất mãn trong việc lựa chọn cầu thủ trong đội bóng. Có người nói với tôi rằng có vẻ như ông chủ đội bóng không cùng phe với tôi, ông Trung cho hay. Và cuối cùng, do việc không thể trực tiếp lựa chọn cầu thủ, thượng tầng của đội bóng nảy sinh bất mãn và dẫn đến sự việc thay thế huấn luyện viên. Sự việc có thể được hiểu như vậy. Câu này họ nói một cách rất là ám chỉ, theo người dịch của mình nói, tức là vì lãnh đạo câu lạc bộ họ không kiểm soát được cầu thủ, bởi vì các cầu thủ đã theo thầy Trung, thành ra là họ bất mãn và họ muốn đá thầy Trung ra. Đây được coi là một cuộc thanh trừng cho những người không biết nghe lời lãnh đạo. Thì đây là một cái điểm mà mình nghĩ là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và thầy Trung rất nên có ý kiến với cái tờ báo mà đã đưa những thông tin như này nếu các bên cho rằng họ đã đưa thông tin sai. Ông Trung có vẻ muốn nói tới việc sắp đặt của đội bóng, một số cầu thủ được lãnh đạo đội quan tâm, họ đã mắc một số sai lầm khó hiểu trong trận đấu gần đây. Tôi đã không mường tượng tới, nhưng giờ nghĩ lại tôi cũng nghi ngờ về việc dàn xếp này. Đây là cái mình cho rằng là những câu nói rất là nguy hiểm các bạn ạ. Nó ảnh hưởng cực kỳ lớn đến thương hiệu, đến hình ảnh của Thành phố Hồ Chí Minh, một đội bóng mà đang cố gắng làm tất cả để lấy được cái sự thiện cảm của công chúng. Về việc thay đổi đột ngột huấn luyện viên trưởng, đội Thành phố Hồ Chí Minh có đề xuất vô lý về việc trả lương. Thay vì trả phần lương còn lại trong năm, họ đề nghị chỉ trả 3 tháng lương cho ông Trung Ha Song. Lát nữa chúng ta xem là cái bài báo mà ông Trung Ha Song trả lời thực sự và được Giang Jemo là trợ lý ngôn ngữ của thầy Trung gửi cho bọn mình thì nó có đề cập đến vấn đề này hay không. Hợp đồng của tôi có thời hạn là 2 năm cộng 1 và vẫn còn tới 17 tháng. Tôi đã yêu cầu là thanh lý 50% tiền lương tương ứng. Nhưng những vấn đề còn lại tôi sẽ giải quyết khi về nước. Và tôi đã có một trải nghiệm quý giá ở Việt Nam. Ông cay đắng. Cái từ quý giá nên hiểu xem là kép. Tức là có một cái kỷ niệm, một trải nghiệm rất là đau thương ở Việt Nam. Ở đây ông nói là hợp đồng của tôi có thời hạn là 2 năm cộng 1 thì nó giống như hợp đồng của thầy Park. Tức là nếu mà bạn làm tốt 2 năm
thì sẽ có điều khoản là gia hạn thêm một năm nữa, thì gọi là 2 năm cộng 1. 2 năm là bản hợp đồng cứng, nhưng nó có một khoản mềm nữa là cộng thêm 1 năm nếu như hai bên hợp tác với nhau tốt. Và vẫn còn tới 17 tháng nữa thì mới hết. Thì theo yêu cầu là theo như cái thông tin của bài báo này viết thì thầy Trung yêu cầu là 50% lương của tổng số 17 tháng còn lại. Nhưng mà bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ trả có 3 tháng thôi. Mà bình thường ra ở Việt Nam khi sa thải thì là họ sẽ trả 2 tháng lương. Đấy. Thì bao giờ hợp đồng nó là như vậy. Thì đấy là cái bài báo mà được cho là viết sai. Và Giang Zimo là trợ lý của thầy Trung Ha Sông thì gọi điện cho mình và có nói rằng là thầy trả lời một mình tờ báo Never mà thôi. Thì bây giờ mình sẽ đọc bài viết của tờ báo Never để các bạn so sánh với cái thông tin được tờ Johab viết, xem là các bạn so sánh xem nó có đúng hay không. Ông Trung đã được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của đội Thành phố Hồ Chí Minh năm ngoái và có được ngôi vị Á quân sau 2 mùa liên tiếp giành ở vị trí số 2 dưới triều đại của các huấn luyện viên tiền nhiệm. Ở cúp quốc gia và siêu cúp, huấn luyện viên Trung cũng đã giành vị trí cao nhất trong lịch sử câu lạc bộ, vào tới bán kết của cúp quốc gia và vào đến tận trận tranh siêu cúp cùng với câu lạc bộ Hà Nội. Huấn luyện viên Trung Ha Sông có một sự nghiệp lừng lẫy, từng tham dự World Cup 2002 với tư cách là trợ lý của huấn luyện viên Good Hiddink và đội tuyển U16 dự U16 World Cup. Ông đã từng dẫn dắt các đội bóng K-League như là Jeju hay là Jeonnam Nam. Với 25 năm kinh nghiệm làm bóng đá đỉnh cao, ông Trung cùng các học trò đã viết nên những trang sử mới cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong lần đầu dự AFC Cup. Ở V-League 2020, trong 11 trận đấu thì Thành phố Hồ Chí Minh của huấn luyện viên Trung Ha Sông thắng 5, hòa 2 và thua 4, được 17 điểm, đứng thứ 5, nhưng chỉ cách 2 điểm so với nhóm dưới. Và cũng chỉ cách 2 điểm so với và cách nhóm trên một cái khoảng rất là ngắn. Ở đoạn này nó không ghi nhưng mà mình đưa thêm vào để chúng ta biết là một chiến thắng thôi nó có thể thay đổi tất cả. Vòng đấu vào ngày 24 tháng 7 vừa rồi, trận đấu cuối cùng với câu lạc bộ Hà Nội FC, vé đã được bán sạch. Cuối cùng ở đây là của thầy Trung. Vé đã được bán hết sạch, khán đài không còn một chỗ trống. 20.000 người chen chúc, vé đắt nhất chưa từng có và vé chợ đen lên đến 1,5 triệu đồng. Số 1,5 triệu đồng là của tôi, nhưng mà trong bài chỉ ghi là 1 triệu thôi. Bởi vì là mình đi mình làm thì mình hỏi, mình biết là có một cặp vé chợ đen lên đến 1,5 triệu. Nhiều người thì nói là đắt hơn nhưng mình ghi nhận được là 1,5 triệu thôi. Và trong trận đấu đấy là trận đấu đầu tiên của mùa giải năm nay xuất hiện vé giả. Và rất lâu rồi người ta mới nhìn thấy vé giả ở trên sân Thống Nhất trong một trận đấu ở cấp câu lạc bộ. Kể cả là trận derby giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn FC cũng không có được số lượng khán giả đông như vậy. Hiệp 1, Thành phố Hồ Chí Minh chơi ép sân có 2 tình huống bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng tiếng còi không vang lên, không có phạt đền, rồi Thành phố Hồ Chí Minh thua 0-3. Lần đầu tiên trong buổi họp báo, huấn luyện viên trưởng Trung Ha Sông, người từng là trưởng ban trọng tài của bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc, người đã từng giữ im lặng trong suốt 8 tháng vừa qua, cuối cùng cũng phải phẫn nộ. Ông nói, hôm nay chúng tôi không có lý do gì để thua. Đó là nguyên tắc của tôi. Khi không nói về trọng tài, vì trọng tài là một phần của trận đấu, nhưng còn 20.000 người hâm mộ đến sân vận động hôm nay thì sao? Những người hâm mộ Thành phố Hồ Chí Minh họ sẽ nghĩ gì về các trọng tài? Bầu không khí này nếu kết quả được sắp đặt thì sức hút của bóng đá sẽ không còn và người hâm mộ sẽ từ bỏ bóng đá. Trước khi kết thúc buổi họp báo, huấn luyện viên Trung Ha Sông đã xin lỗi các phóng viên để nói với tư cách là cựu trưởng ban trọng tài của bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc. Các phóng viên đã vỗ tay rất lớn. Một số tờ báo, phương tiện truyền thông ở Việt Nam còn viết bài yêu cầu phải thay đổi trưởng ban trọng tài. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã làm công văn yêu cầu thay đổi trưởng ban trọng tài. Người đứng đầu câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh gọi điện cho huấn luyện viên Trung Ha Sông như thể họ đã chờ đợi ngày này. Người ta nói rằng chủ tịch câu lạc bộ, người có chứng chỉ huấn luyện viên sẽ ngồi vào vị trí tạm quyền. Ông Trung được yêu cầu chuyển sang làm giám đốc kỹ thuật, phát triển trung tâm đào tạo trẻ. Nhưng đến ngày 26 tháng 7 thì ông Trung báo cáo lại: xin cảm ơn bạn đã đề xuất nhưng tôi sẽ dừng lại. Ở đây mình tin là các bạn sẽ có một cái sự hiểu tương đồng với cái bài báo kia. Nhưng thực ra nó sai nhé. Đây là quan điểm của tờ Never. Họ nói rằng là người đứng đầu câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có gọi điện cho ông Trung như thể là họ chờ đợi.
Tức là khi mà thua trận với Hà Nội là họ sẽ thay huấn luyện viên. Và người ta nói rằng chủ tịch câu lạc bộ là người có chứng chỉ huấn luyện viên sẽ thay thế ông Trung Hoa Sông. Tức là đây là quan điểm của người viết báo chứ không phải là quan điểm do ông Trung Hoa Sông đưa ra. Nó rất khác với cái bài báo kia. Bài báo kia thì nói là ông Trung nói như vậy, nhưng bài báo này thì họ phán đoán và họ viết theo quan điểm của họ chứ không phải là lời nói của huấn luyện viên Trung Hoa Sông. Các bạn hiểu không ạ? Thành phố Hồ Chí Minh được coi là mồ chôn của các huấn luyện viên ngoại, nhiều người đã phải ra đi chỉ sau 3 đến 4 tháng. Ông Trung Hoa Sông, một người đam mê và thành công, đang muốn gắn kết tương lai lâu dài bằng bản hợp đồng 2 cộng 1 năm với Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trung nói bây giờ mới là trích lời thầy Trung này. Tôi đã có thời gian tươi đẹp cùng các cầu thủ và người hâm mộ Thành phố Hồ Chí Minh trong 1 năm và 8 tháng qua. Tôi đã được đánh giá tốt và tôi cũng không có vấn đề gì với cầu thủ, với sơ đồ chiến thuật hay lối chơi. Tôi không có gì để hối hận với tư cách là huấn luyện viên trưởng của đội Thành phố Hồ Chí Minh. Điều quan trọng là sau khi chia tay, mọi người còn gặp lại nhau. Là một người chuyên nghiệp, tôi không bao giờ quên trách nhiệm của mình đối với đội. Chúng tôi đã ôm nhau và khuyến khích các cầu thủ làm tốt hơn. Và từng người nói lời chia tay đối với tôi. Dù không thành công, nhưng tôi không bao giờ đánh mất phẩm giá của những người Hàn Quốc, của những huấn luyện viên Hàn Quốc. Đấy, các bạn thấy không? Một người rất là... Bài báo kết thúc ở đó. Thì chúng ta thấy là có hai vấn đề. Vấn đề là gì? Tờ Naver là tờ báo được huấn luyện viên Trung Hoa Sông nói rằng họ đã phỏng vấn thầy Trung. Còn tờ kia thì không. Tờ kia đưa rất nhiều những phán đoán của họ vào. Và có một điều chung là cả hai tờ báo đều phán đoán là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đợi và họ đã sắp đặt trước để có thể sa thải, hay nói chính xác hơn là ép thầy Trung phải từ chức. Nhưng tờ Yonhap thì họ nói rằng là thầy Trung đã phát biểu như vậy. Nhưng tờ Naver thì họ lại viết theo quan điểm của chính họ. Nhưng chúng ta thấy cái câu cuối cùng của thầy Trung nó rất là quan trọng. Rất quan trọng. Tôi đã có thời gian tươi đẹp cùng các cầu thủ và người hâm mộ Thành phố Hồ Chí Minh trong 1 năm và 8 tháng qua. Tôi đã được đánh giá tốt và tôi cũng không có vấn đề gì với cầu thủ, với sơ đồ chiến thuật hay lối chơi. Tôi không có gì để hối hận với tư cách là huấn luyện viên trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh. Mình hiểu được rằng là ông đề cập đến các cầu thủ, ông đề cập đến người hâm mộ. Và ông nói rằng là ông không có gì để hối hận với tư cách là huấn luyện viên trưởng của đội Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng có thể với tư cách của những người đàm phán, với tư cách là một người làm việc cho câu lạc bộ, với mối quan hệ với lãnh đạo, mình tin là nó sẽ có vấn đề gì đó. Ở đây thì chúng ta thấy là ông không nói đến những câu chuyện liên quan đến lãnh đạo. Đấy, thành ra là mình có thể hiểu, chúng ta hiểu theo kiểu suy nghĩ logic là có thể sẽ có vấn đề gì đó ở đằng sau mà thầy không tiện nói. Bởi vì thương hiệu của thầy, bởi vì hình ảnh của câu lạc bộ, bởi vì cái sự bình yên cho các cầu thủ, và bởi vì thầy đặt cái quyền lợi, cái hình ảnh của câu lạc bộ, của cầu thủ cao hơn của thầy, cho nên thầy đã giữ im lặng. Mình tin là như vậy. Thầy nói một câu rất là ẩn ý là điều quan trọng là sau khi chia tay mọi người còn gặp lại nhau. Đấy là câu chuyện, còn gặp lại nhau. Là một người chuyên nghiệp, tôi không bao giờ quên trách nhiệm đối với đội. Chúng tôi ôm nhau khuyến khích các cầu thủ làm tốt hơn. Và từng người nói lời chia tay với tôi. Dù không thành công, nhưng tôi không bao giờ đánh mất cái phẩm giá của người Hàn Quốc và những huấn luyện viên Hàn Quốc. Phải nói là rất là tuyệt vời. Mình nghĩ là mình đã chia sẻ được với các bạn rất là nhiều những câu chuyện liên quan đến thầy Trung. Và mình nghĩ là chúng ta nên hiểu một cách chính xác. Và mình chia sẻ với các bạn tờ Naver là tờ đã phỏng vấn thầy Trung Hoa Sông. Và bản thân thầy Trung thì cũng đã nói với người trợ lý ngôn ngữ của mình. Và trợ lý ngôn ngữ của mình cũng đang cầu cứu anh em phóng viên để làm sao cái thông tin này, cái thông điệp này được lan tỏa. Cho nên là một lần rất là hiếm hoi, Minh Hải rất mong muốn các bạn hãy chia sẻ cái video này, chia sẻ thông điệp này để chúng ta hiểu đúng bản chất của vấn đề, để chúng ta không hiểu sai về thầy Trung. Rằng thầy Trung là một người cực kỳ chuyên nghiệp, rằng thầy Trung có thể không thành công, rằng thầy Trung có thể từ chức, nhưng không bao giờ đánh mất phẩm giá của những người Hàn Quốc, của những huấn luyện viên Hàn Quốc. Và điều quan trọng, thầy không muốn ngồi mát ăn bát vàng, thầy muốn lao động và nhận những đồng tiền từ lao động, chứ không phải là thỏa hiệp ngồi vào một chiếc ghế không làm gì nhưng vẫn nhận lương. Và đấy chính là cái chúng ta tôn trọng ở thầy nhất. Và xin phép được nói thêm một vài những cái mà các bạn có thể các bạn chưa xem.
ngày hôm qua thì mình nói rồi, nhưng đây là cái phần mình nói thêm để các bạn hiểu thêm về thầy Trung, ít nhất là trong con mắt của các học trò. Trước trận đấu mình biết được rằng các cầu thủ của Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng là họ sẽ cố gắng hết sức để làm sao có được một chiến thắng, để làm sao có được một cái điểm số đủ tốt và cũng như là giảm được áp lực cho thầy Trung. Và mình tin là những người như Công Phượng đã vắt kiệt sức cũng vì một trong số những mục tiêu đó. Tiếp theo, mình xin được đọc một vài những cái status của các cầu thủ đã chia sẻ khi mà họ chia tay huấn luyện viên Trung Ha Sông. Bình thường, người ta nói là ăn cây đào rào cây đấy. Nếu mà huấn luyện viên Trung Ha Sông đã nghỉ rồi, họ phải cố gắng làm sao lấy lòng những huấn luyện viên mới, những người mà trực tiếp sẽ đưa ra cái quyết định đến tương lai của họ. Nhưng mà họ, các cầu thủ vẫn dành cho thầy Trung một cái tình cảm rất là lớn. Và mình cho là trong trường hợp này, các cầu thủ của Thành phố Hồ Chí Minh thực sự là những người hảo hán. Họ dám thể hiện cái sự ngưỡng mộ, cái tình cảm với những người thất bại. Bình thường ra người ta phù thịnh chứ ai phù suy. Nhưng chúng ta thấy là lần đầu tiên và lần duy nhất mình thấy một huấn luyện viên ngoại sau khi nghỉ mà được các cầu thủ thể hiện một cái sự thương xót và khâm phục. Ngô Tùng Quốc, một nỗi buồn khó tả, cảm ơn và tạm biệt cốt. Đây, mình cho các bạn xem để các bạn đọc được. Tiếp theo, Nguyễn Công Thành, không còn gì buồn hơn, người mà ai cũng phải tôn trọng, cảm ơn cốt vì tất cả. Đây, Nguyễn Công Thành, những cái ảnh rất là đẹp và tươi sáng, thưa với các bạn. Mình nói thật luôn với các bạn là những cái hình ảnh này nó khiến cho chúng ta cảm thấy rất là ngưỡng mộ những gì mà thầy Trung đã làm được. Mình cho rằng cái thành công lớn nhất của thầy Trung không phải là ngôi vị Á quân, cũng không phải là cái danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất của năm, mà mình nghĩ là chính là tình cảm, sự khâm phục, sự tri ân của các cổ động viên. Ở đây là anh Huỳnh Tấn Trí Thông, là kit man của đội, là trợ lý. Rất buồn nhưng đành phải chấp nhận, đây là điều khắc nghiệt trong bóng đá. Cảm ơn cốt những ngày tháng bên nhau, chúc cốt thật nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa trên con đường phía trước. Goodbye and see you again. Tiếp tục, Nguyễn Xuân Nam, lần đầu tới với đội, chính thầy là người đã chủ động nói chuyện và truyền sự tự tin cho mình. Thật hạnh phúc, vinh dự và may mắn khi được thầy chỉ dạy, có một trái tim đỏ. Luôn cầu chúc thầy thật nhiều sức khỏe. Chúng ta nhìn thấy là có một cái bàn tay cầu nguyện của Xuân Nam và có một trái tim tươi đỏ. Rất tuyệt vời. Tiếp tục, rất nhiều các bạn ạ. Bùi Tiến Dũng nói một câu đơn giản, cảm ơn thầy vì tất cả, và kèm theo đó là một cái ôm và một trái tim. Sâm Ngọc Đức, trải qua 28 trận đấu không dính thẻ phạt nào, từng đó chắc cũng đủ để biết thầy đã giúp tôi thay đổi nhiều như thế nào. Cảm ơn vì đã đến để tôi được học hỏi, hiểu biết thêm nhiều thứ không chỉ riêng về bóng đá. Có lẽ một lời cảm ơn là không đủ vì những gì mình nhận được từ thầy. Chúc thầy có thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trên con đường thầy đi. Cảm ơn vì tất cả. 28 trận liên tiếp đối với một hậu vệ, không có một thẻ phạt nào. Thì các bạn phải tưởng tượng là huấn luyện viên Trung Ha Sông đã thay đổi Sâm Ngọc Đức như thế nào. Nguyễn Sơn Hải, cảm ơn anh và thầy đã có những cống hiến cho đội bóng trong thời gian vừa qua, và đó là những ngày tháng vui vẻ tuyệt vời nhất mà anh và thầy mang lại cho đội bóng. Thanks and love you. Đó là Sơn Hải gửi đến Giang Jimo và thầy Trung Ha Sông. Giang Jimo chính là người trợ lý của huấn luyện viên Trung Ha Sông mà mình vẫn nhắc đến. Huỳnh Kesnianvet, mình sẽ dịch ra tiếng Việt cho các bạn. Tôi đã chơi bóng chuyên nghiệp 22 năm và tôi có thể nói bằng tất cả sự thẳng thắn và chân thành rằng huấn luyện viên Trung Ha Sông là một trong số những huấn luyện viên giỏi nhất mà tôi đã làm việc cùng trong suốt sự nghiệp của mình. Một huấn luyện viên vĩ đại, một con người thật sự tuyệt vời với một trái tim thương yêu và luôn đối xử với mọi người công bằng như nhau. Tôi đã học được rất nhiều từ thầy Trung. Cảm ơn thầy vì tất cả. Tôi ước thầy Trung sẽ có được hạnh phúc. Và nếu như thầy cần có một người bạn để chia sẻ với thầy, thì tôi sẽ luôn có mặt bằng tất cả những cái điều kiện của mình mà không bao giờ phải tính toán. Chúa sẽ ban phước lành cho thầy, cho gia đình của thầy, yêu thầy. Và những điều tương tự cũng sẽ gửi đến cho Giang Giemo. Cảm ơn. Đây các bạn, Huỳnh Kesnianvet đã nói như vậy. Rất hay các bạn ạ. Tiếp tục chia sẻ thêm với các bạn rất nhiều những cái chia sẻ được. Ngô Hoàng Thịnh, mỗi con đường ta đã đi, đoạn đường ta đã bước, người ta đã gặp đều có ý nghĩa, dù ít hay dù nhiều. Ta không thể quay lại
để nói giá như không thể tham lam đòi lại những thứ đã mất và không thể tiếc nuối những thứ đã qua. Dù ít hay nhiều, hãy trân trọng nó ngay tại khoảnh khắc ấy và chúc những điều tốt đẹp nhất khi mình không còn đi cùng với nhau nữa. Cảm ơn thầy, cảm ơn bằng sự kính trọng về tất cả. Mình không nghĩ là các cầu thủ lại viết hay được như thế này. Bản thân họ thực sự là những người có tình cảm, cho nên là họ đã viết ra được những lời rất là chân tình từ đáy lòng của mình. Có lẽ một lời cảm ơn thôi vẫn là chưa đủ. Một người luôn giúp đỡ mọi người, luôn động viên tôi. Lúc tôi chấn thương rất nhiều những hoàn cảnh éo le, ông ấy đã ở bên cạnh giúp đỡ tôi từ Hàn Quốc hay là khi chữa trị chấn thương. Ông ấy luôn lo lắng tận tâm cho tôi dù tôi chưa làm được gì trong suốt thời gian qua. Tôi chỉ biết ở đó để chúc thầy may mắn và thành công hơn trong công việc. Tôi luôn tôn trọng và trân quý tình cảm thầy đã dành cho tôi. Yêu ông nhiều. Một nhân cách tuyệt vời cho tôi học hỏi từ thầy. Bây giờ thầy hãy nghỉ ngơi thoải mái bên gia đình thầy nhé. Trần Phi Sơn. Thưa các bạn là như vậy. Mình đọc xong mà mình nổi da gà luôn. Quang Nam. Lời cảm ơn gửi đến thầy, người đàn ông còn hơn cả trên cương vị huấn luyện viên trưởng. Chúc thầy luôn mạnh khỏe, may mắn và thành công hơn trên con đường phía trước. Vũ Quang Nam. Đây, xin lỗi các bạn nhìn thấy mình nổi da gà luôn. Và mình rất là mong các bạn hãy lan tỏa cái clip này để cho những người họ đã đọc được những cái bài báo sai kia, họ sẽ hiểu là sự thật là như thế nào và thầy Trung đã làm gì cho đội. Và mình cũng rất là mong muốn là chúng ta hãy chung tay để làm sao chúng ta bảo vệ các huấn luyện viên, trong đó có các huấn luyện viên ngoại, để những chuyên gia nước ngoài, để các huấn luyện viên ngoại có thể đến Việt Nam để cống hiến cho bóng đá Việt Nam của chúng ta, để bóng đá Việt Nam của chúng ta phát triển, để còn rất nhiều những điều tốt đẹp nữa. Và đấy, tất cả chúng ta hãy cùng cố gắng, chúng ta hãy bài trừ những cái xấu, chúng ta hãy bài trừ những cái sai, để bóng đá của chúng ta nó vẫn mang đến cho chúng ta những giá trị cốt lõi, nó vẫn là bóng đá mà chúng ta hằng yêu mến. Một lần nữa, thông qua chương trình này, mình xin cảm ơn huấn luyện viên Trung Ha Sông, ekip làm việc của Hàn Quốc, và kể cả là Jang Jimo, một người bạn mà mình rất là trân quý, một người sống hết mình, làm việc hết mình, yêu mến mọi người hết mình. Và thầy Trung thì luôn luôn hành xử với mọi người một cách chuyên nghiệp, một cách tận tâm. Và thực sự là từ ngày đầu thầy đến cho đến ngày cuối thầy đi, mình rất là mong mỏi là sẽ có được một cơ hội để nói chuyện với thầy. Và theo thông tin mình biết được thì tới đây thầy có thể tổ chức một cái buổi chia tay với anh em phóng viên. Và mình rất là mong là mình sẽ nhận được thông tin sớm để mình bay vào để chia tay thầy. Bằng tất cả sự tri ân, mình mong muốn là những người cống hiến cho bóng đá Việt Nam, dù ở bất cứ một cương vị nào, thì đều được ghi nhận một cách công bằng giống nhau như những sự công bằng mà họ dành cho những người Việt Nam chúng ta. Một lần nữa xin cảm ơn thầy Trung Ha Sông, cảm ơn Jang Jimo, cảm ơn những người Hàn Quốc, cũng như cảm ơn những người thầy nước ngoài đã rất là tận tâm vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.